cuối tháng lại tới tiền điện tiền nước nữa. Chỉ còn mình muốn cố gắng làm gì thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Có em luôn ở đây bên anh mà. Anh, hay là mình kết hôn đi. Ba mẹ em thúc giục lấy chồng rồi đó. Em ráng đợi anh vài năm nữa được không? Đợi gì nữa mà đợi. Bây giờ mình cứ kết hôn đi. Trước mắt á là mình về mình ở với ba mẹ em. Còn sau này á là mình có nhà riêng rồi á thì... Anh sao vậy? Mình bên nhau cũng 7 năm rồi mà mỗi lời em đề cập tới chuyện kết hôn á là anh cứ vậy không à. Anh cứ nói là phải đợi anh có nhà, có tiền, có xe. Anh cứ bắt em đợi hoài. Em phải đợi tới bao giờ? Em không cần nhà, không cần xe của anh. Em chỉ cần mình ở bên nhau thôi. Rốt cuộc là anh có yêu em không vậy? Anh không có nhà, không có xe, không có tiền. Anh là một thằng vô dụng. Đám cưới với anh rất là xa xỉ bây giờ. Hôm nay anh nói hết tất cả như vậy. Em có muốn bên anh thì bên, còn không thì biến. Thật ra lúc này anh muốn em hạnh phúc. Em không cần theo anh chịu quá nhiều cực khổ như vậy. Rời xa anh, chắc là em sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn bây giờ. Đã lâu không gặp. Anh khỏe không? Anh vẫn khỏe. Anh, bên đây nè. Bạn vợ à? Đây là chồng em. Thì em kết hôn được một tuần rồi. Tụi em đi nha. Em rời xa anh đã 3 năm rồi. Anh đi gì cũng có rồi, duy nhất là không có chúng ta. Anh cho rằng cuộc sống của năm đó rất đơn giản, nhưng anh của bây giờ dù cả thế giới cũng không có được em. Sau này cuối cùng cả hai cũng học được cách yêu. Chỉ tiếc là lúc ấy cả hai đã rất xa, tan trong biển người vô tận. Cuối cùng gần ấy thời gian cũng làm anh hiểu được rằng có những người đã để lỡ rồi thì sẽ không bao giờ quay lại.